Hello. Hello, xin chào mọi người. Chào em đẹp gái. Em xin chào chị. Xin chào Chào mọi người. Ê, mọi người đã vô xem mình livestream chưa ha chị ha? chị nghĩ Em là là có rồi đó, mọi người nãy chờ giờ chờ thấy chờ 11 rồi. đó. Đấy, xin chào mọi người nha. Chào mọi người đã dành thời gian để xem buổi livestream của Vi cũng với là chị Hạnh nha. Hôm nay á, thì Vi rất là vui bởi vì mình có một cái buổi trò chuyện cùng với mọi người, cùng với các chị em của Vi về chủ đề cải thiện sạm nám nha mọi người. Trong livestream này thì tất nhiên theo bình thường thôi là không chỉ có một mình Vi mà sẽ còn có một vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng chúng ta giải đáp mọi thắc mắc của chúng ta về vấn đề da cũng như là cụ thể hơn là vấn đề cải thiện sạm nám, đó chính là dược sĩ Hạnh. À, một vị chuyên gia từ tập đoàn Roto Nhật Bản sẽ giải quyết hết tất cả mọi thắc mắc của chúng ta. Xin chào mừng chị Hạnh nha. Chào Vi, chào mọi người đang xem chương trình livestream ngày hôm nay. Hy vọng là Chào những chị. cái thông tin của buổi hôm nay sẽ giúp chúng ta tháo gỡ được một chút đỉnh những cái băn khoăn về vấn đề thâm sạm trên da của mình. Dạ đúng rồi, càng lớn tuổi thì những cái vấn đề về cải thiện làn da nó rất là quan trọng với chị em phụ nữ. Nếp nhăn nè, rồi sạm nám nè, đốm mờ đốm nâu rồi này nọ, các cái thể loại đốm đó chị, trời ơi làm cho em nhức đầu nhức cổ, em khổ sở luôn. Thì vừa qua em chia sẻ với chị luôn ha, em nhận được một món quà tuyệt vời từ Dina. Đây đây là hộp quà ha, Chiều đẹp mọi quá. người đã Có thấy luôn chưa, đi nè. dễ thương lắm. Bây giờ Mở mọi cho người có muốn Vi mở ra không hay là mình để em em xíu đi. Vi mở ta? Ừ, xem luôn đi cho mọi người Xong luôn hả là chị? tập Nhấp nhấp nè. Đây. tục nhấp Hú hồn chưa? Thấy chưa? nhấp. Hú hồn chưa? Đây, nói giỡn thôi đây mọi người nha. Đây là bộ ba cải thiện sạm nám tận gốc và rất là vui bởi vì Vi khoe một người một bí mật ngày hôm nay luôn, với chị Hạnh luôn. Đó chính là chị ơi, chị nhìn da của em. Mặc dù em có make up mắt và môi nhưng da của em là không hề có một cái gì ở trên, không hề có phấn, không hề có cái gì hết ngoại trừ tinh chất Chúc và mừng. kem của Dina. À vậy hả, rồi thấy thấy Yeah, mình em nói nha. thiệt. Em nói thiệt, yeah. Em tự nhiên mình cảm thấy tự tin hơn hẳn đó chị. À, và đó là một cái bí mật hôm nay mình mới chia sẻ với chị Hạnh, là sau khi mà mình xài Dina rồi thì mình cũng ít cần tốn tiền là giờ vào mỹ phẩm như kiểu là thoa phấn nền rồi kem dưỡng khác này nọ ha. Thì mọi người cũng đã thấy được bộ ba cải thiện sạm nám rồi. Thì vui quá hôm nay mình có chị Hạnh sẽ cùng với mình. Và chị Hạnh cũng sẽ mang đến cho chúng ta một gọi là một cái phần gọi là phần thưởng đó mọi người. Khi mà mọi người tham gia mini game một xíu nữa thì sẽ có những cái phần quà rất là hấp dẫn gửi đến mọi người nha. Và đầu tiên thì bây giờ trước khi mà mình có những phần quà đó thì Vi sẽ dành tặng cho các bạn xem livestream này một cái sự bất ngờ nữa, đó chính là mã voucher độc quyền. Chúng ta sẽ được giảm 150.000 cho đơn từ 1,5 triệu đồng khi mà mua sản phẩm đi nè trên kênh Roto Premium Store nha mọi người. Ngoài ra thì chúng ta có những cái chương trình khuyến mãi như sau, để Vi sẽ liệt kê ra nha. Có tới 3 chương trình lận. Chương trình 1 là mua 2 hộp viên uống sáng da đi nè. Đây, Hai 2 hộp hộp này nha mọi người. à, 2 trên màn hộp. hình các bạn đang xem và thấy là nếu mua hai hộp thì mình sẽ được tặng tặng gì nè, Vi bật mí cho mọi người đi. Dạ, chúng ta sẽ được tặng một dung dịch dưỡng ẩm Hada Labo nhập khẩu từ Nhật. Đó. Coi như mình Đây mua hai mà mình được rất là nhiều luôn. là mình Dạ, mua yeah, hai Hada hộp Labo. mọi người nha, mua hai hộp thì sẽ được tặng thêm một hộp, nghĩa là được mua hai là được ba hộp, mà còn thêm một chai lotion Hada Labo Premium. Này là một cái loại lotion mà gọi là đứng hàng thứ nhất của dòng nhập khẩu Nhật Bản. Đó, sản phẩm này là nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản. Dạ, Đây yeah. Tức là khi là mình mua mua hai hộp này mình được 4. tặng thêm một hộp này nữa, sau một một cái dung dịch dưỡng dưỡng ẩm là Hada Labo nữa là mình được tới 4 sản phẩm lận. Rồi, mua 2 thành 4 sản phẩm. Mua 2 được 4 nha. Chương trình thứ hai là mình mua một kem dưỡng trắng toàn diện đi nè. Và Đây. một tinh chất dưỡng trắng đây ha. Đó chị Đó, có mua luôn, một cặp em cũng thế có. nào? Mua một cặp, tức là vừa kem, vừa Dạ. tinh chất.
vừa tinh chất Ừ, luôn, em vừa thì chúng thì chúng ta ta Vi nói sẽ được đi tặng, chị. dạ, Đây. và chúng ta sẽ được tặng một hộp viên uống sáng da đi nè. Đây, Ê, viên như uống này vậy thì trị giá khá cao luôn á chị có thể bí mật giá của viên hộp viên uống không? viên uống đó là 972 ngàn đó cưng, Đó, trời ơi, 972 ngàn 60 viên xuất đó. sắc xuất Như sắc. vậy thì mua một bộ chăm sóc vừa tinh chất vừa kem với size lớn nha mọi người nha, thì sẽ được tặng thêm một cái hộp viên uống sáng da Dina với giá 972 ngàn. Đó, như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có chương trình số 2 là chương trình này. Vi tiếp tục cho các bạn chương trình tiếp theo đi em. Dạ, chưa hết chưa hết, có một chương trình nữa, đó là khi mà mình mua một kem dưỡng trắng toàn diện đi nè. Kem dưỡng trắng toàn diện đây nè, ấy. Whitening cream hoặc là một tinh chất dưỡng trắng toàn diện đi nè, tức là mình mua một trong hai thôi. À, thì mình sẽ được tặng một thanh lăn đá massage. Thanh lăng nè các bạn ơi, xin lỗi chị cầm cái nó bị tuột đây, chị sẽ nhấn nó lại để nó bị tuột xuống ha. Chỉ cần mua size nhỏ thôi nha nha, chỉ cần size nhỏ thôi, size của Vi với Hạnh đang cầm hồi nãy nè là size lớn nè, thì cái size lớn thì mới được chặn tặng nguyên cái hũ hũ trắng da này. Còn nếu mình mua size nhỏ thì chỉ cần hoặc tinh chất hoặc kem, và cái giá của những anh này là chỉ có là 329 hoặc là 315 ngàn thôi. Đó, thì chỉ cần 329 hoặc 315 thì mình sẽ được tặng một thanh lăn massage giá 200 ngàn. À, như vậy là mua chỉ cần một trong hai ta được kẹp một cái này rồi. Đó là trên màn hình các Quá bạn hay cũng sẽ luôn. nha. Và lúc nãy thì Vi cũng có bật mí trước với mọi người là hôm nay chúng ta sẽ có quà đúng không? Có mini game nè, có quà nè. Thì thôi, mình nói luôn, chúng ta sẽ được tặng ba hộp viên uống sáng da đi nè, whitening supplement đó. Cho ba bạn may mắn nếu như mà chúng ta thắng cái mini game một xíu nữa mình chơi nha mọi người. Đây cái hộp viên uống này này. Đó. Ba Đây bạn là sẽ được sở đi, hữu. tức là chúng ta sẽ có 3 phần quà, mỗi phần quà sẽ là một hộp viên uống như thế này, và cái game của mình chút nữa sẽ diễn ra, thì hy vọng các bạn là tham gia nhiệt tình ha. Hạnh với Vi sẽ là người mà chọn ra những bạn may mắn và có đáp án đúng nha. Đó thì 3 Tuyệt phần vời, quà tuyệt trong vời. là 3 hộp viên uống sáng da Tina với trị giá là 972 ngàn một hộp, thì xem như 1 triệu thì cái phần quà mình là tương ứng là khoảng Wow. 3 triệu quay ha. Tuyệt vời, tuyệt vời. À, chị Hạnh ơi, em biết là tất cả gọi là các khách hàng của chúng ta cũng như là những bạn khán giả cũng đã rất là quen với lại chị Hạnh rồi. Nhưng mà trước khi trò chuyện sâu hơn về những chủ đề ngày hôm nay thì hay là chị Hạnh có thể tua lại một chút xíu, giới thiệu một chút xíu về bản thân của mình được hay không? Tại vì có thể là sẽ có những bạn rất là cần cái thông tin này á. À, chị cảm ơn Vi đã cho chị mở lời với mọi người. Điều đầu tiên là Hạnh rất là vui khi được tham gia chương trình livestream trên cái trang là Roto Premium Store của công ty Roto. Thứ hai nữa là trên một số trang fanpage của các bạn hay là trên Facebook của bạn Tú Vi chẳng hạn. Thì Hạnh là hiện nay đang là trưởng bộ phận huấn luyện sản phẩm của công ty Roto, và Hạnh vào Roto từ năm 1999, cho nên đến bây giờ là mình đã hơn 23 năm, hơn 23 năm cống hiến làm việc và hăng say yêu thích các sản phẩm Roto. Ngay từ đầu thì chị là một người làm ở phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm tại cái nơi sản xuất ra. Bây giờ thì chị đang làm ở văn phòng Sài Gòn và làm cái nhiệm vụ là huấn luyện sản phẩm cho tất cả các nhân viên của công Wow, hai mươi mấy ty. năm luôn rồi. Cả một cuộc đời ha chị ha. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều kỷ niệm và có rất là nhiều trải nghiệm của riêng chị với lại Roto. Thì em cũng chia sẻ là em là một fan của Roto từ lúc tuổi teen. Bây giờ chị biết là từ hồi, em nghĩ là chắc cũng từ lúc chị bắt đầu làm đấy. là hồi em tuổi teen đấy, là Với 15 16 tuổi. Dạ, Roto. thì em rất là thích những cái son dưỡng bắt đầu từ đó đó chị. Rồi tự nhiên đi học hồi xưa ấy mình đâu có được đánh son này nọ đâu, nhưng mà son dưỡng lên thì nó cũng có một miếng màu rất là dễ thương, thì mình cũng rất xinh xắn, nhận được rất là nhiều lời tỏ tình từ các bạn nam.
Chắc lúc đó là yêu chuộng Levi's color đúng không? Dạ đúng rồi, chính xác luôn á chị. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ai quay lại với lại chủ đề chính về dưỡng trắng toàn diện ngày hôm nay của chị em mình, thì chắc là cho em xin được chia sẻ ha. Em với lại một cái số tuổi hiện tại của bản thân, tức là em cũng là U40 rồi đó chị, thì em gặp Trẻ rất quá. là nhiều vấn đề về lão hóa, về sạm nám. Thì mình có thể nhớ lại cái khoảnh khắc, cái lúc mà mình bắt đầu á, là tầm khoảng sau 30, là lúc đó da của mình là đột nhiên là mình thấy nó dần như là nó yếu hơn lúc trẻ rất là nhiều ha. Và sau đó thì khi mà em sinh em bé nữa chị, sinh em bé xong nè, rồi mình quay lại với lại phim trường, mình đi quay là mình phải tiếp xúc với lại ánh nắng nè, rồi ánh đèn ở phim trường nữa, đèn ở phim trường khủng khiếp, nó rất là nóng và nó rất là chiếu, giống như nó chiếu tạt thẳng vô mặt kìa nè. Nó làm cho mình, tức là cái lúc đó mình thấy là mình về là da mình nó sạm hẳn luôn đó. Cho nên em thấy trên da em có những cái vết giống như tàn nhang nhẹ nhẹ mờ mờ á, nó nổi lên, hoặc là ở hai bên má này của em là bị một cái mảng, một cái giống như một cái mảng nâu luôn á. Ồ, cái lúc đó mà thật ra thì make up có thể che đi được, nhưng mà khi mình không make up mới là vấn đề đó. Mình nhìn mình mỗi ngày mà, cho nên mình sẽ cảm thấy là trời ơi, mình không tự tin, và mình lúc đó thì mình mới bắt đầu là mình có ý thức, à đến lúc là mình cần phải tìm giải pháp để cải thiện vấn đề này của da rồi. Thì em nghĩ là không chỉ em mà rất nhiều những chị em phụ nữ trải qua cái khoảng thời điểm mà gần như cái số tuổi gần mình ấy, thì cũng sẽ gặp những cái trường hợp như vậy. Thì chị Hạnh có thể chia sẻ với em một chút xíu về vấn đề này hay không? Nếu khi mình gặp như vậy thì cách nào để mình có thể cải thiện được tốt nhất cái làn da của mình đó chị? Chị cảm ơn Vi đã chia sẻ những thông tin về cá nhân. Nói nào hay thì sau cái giai đoạn 25 tuổi á, thì da chúng ta đã có những cái thay đổi liên quan tới độ ẩm này, liên quan đến cái độ săn chắc của da, hay là liên quan đến cái vấn đề sắc tố trên da. Thì người ta thấy rằng là ba cái biểu hiện của sự lão hóa nó liên quan đến những cái vấn đề chị mới nói: ẩm, sự săn chắc cộng với sắc tố. Đó thì Vi là một cái người mà gọi là thường xuyên xuất hiện trước công chúng, thì chị nghĩ rằng là cái hình ảnh của mình rất là quan trọng, cho nên cái việc chăm sóc da cũng như lo nghĩ đến cái yếu tố làm sao để duy trì cái nét đẹp, cái sự thanh xuân, cái sự tươi trẻ trên da, đó là một điều là gọi là rất ư là đáng được quan tâm. Đặc biệt là hồi nãy chị có nghe Vi nói là ở trên cái phần da của mình, ở những cái vùng mình tiếp xúc nắng nhiều thì nó xuất hiện những cái vết sậm màu, cụ thể như trên mũi hoặc là hai bên cái phần mình không có được bao bọc bởi khẩu trang chẳng hạn. Đó thì đó là những cái vùng mà nó dễ xuất hiện cái yếu tố sắc tố ha, và nó gây ra những cái bất lợi liên quan tới yếu tố thẩm mỹ cho da. Thì đối với trường hợp này thì hiện nay cũng có khá nhiều những cái phương pháp để mà có thể can thiệp cái yếu tố sắc tố da, từ việc uống, từ việc can thiệp chuyên sâu với những cái kỹ thuật cao. Tuy nhiên thì phương pháp nào nó cũng sẽ có những cái ưu cái nhược, và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ có những cái hỗ trợ khác ngoài cái việc chúng ta là sử dụng những cái công nghệ cao hay là sử dụng thêm những cái mỹ phẩm đó. Tuy nhiên cái việc mà duy trì và bảo vệ cái vùng da trong cái quá trình sử dụng là một cái điều rất là cần thiết. Chỉ ví dụ như bây giờ mình làm trắng da, mình cải thiện cái sắc tố nhưng mình không bảo vệ da chống nắng, mình không duy trì, mình chỉ bôi trong cái khoảng thời gian đâu khoảng nửa tháng gì đó, rồi sau đó mình không có duy trì để cho cái da của mình nó có được cái sự thay đổi về sắc tố một cách mà gọi là như ý, thì cái yếu tố đó nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái kết quả, làm cho người tiêu dùng cảm thấy là không có được happy bởi vì nó không như ý của họ. Chỉ ví dụ như thế. Cho nên là với cái điều đầu tiên đó là mình sẽ chọn cái phương pháp phù hợp. Thứ hai mình sẽ phải duy trì nó, và cái thứ ba là mình sẽ bảo vệ nó bằng những cái phương cách khác nhau. Em cảm ơn chị Hạnh. Thì em cũng có chia sẻ một chút xíu với chị Hạnh cùng với mọi người, là thật ra thì sau đó em cũng tự tìm hiểu được rất là nhiều những cái phương pháp, giống như chị nói là những cái phương pháp mà nó can thiệp chuyên sâu, mà nó hơi công nghệ cao một chút xíu, như là điều trị bằng laser, hoặc là mình sẽ đi đến những cái spa, hoặc là mình tiêm
tiêm Ừ. tiêm giảm nám hoặc là mình truyền. Ừ. Thì thật ra thì hiệu quả thì không phải là không có, nhưng mà vấn đề nó phức tạp hơn rất nhiều, với lại cả là tốn kém nữa. Nó vừa tốn kém thời gian nè, vừa tốn kém ngay cả cái gọi sao ta, về kinh tế nữa đó chị. Tức là mà quan trọng nhất là mình phải tìm được cái nơi uy tín này, máy móc thật sự là hiệu quả và chất lượng nữa. Thì Đúng rồi. rất thì cũng cũng có rất là nhiều nơi sẽ cung ứng được cho mình những cái liệu trình gọi là mang đến hiệu quả tốt như vậy. Nhưng mà vấn đề ngược lại em nói là không phải là ai cũng có cái điều kiện để mà mình tham gia lâu dài và bền bỉ để có được một cái làn da quay trở lại như là thời thanh xuân được. Cho nên là sau đó cái biện pháp mà gọi là được các chị em gọi là sao ta, ưu tiên Yêu nhất, chủ ngay cả ưu bản tiên. thân của em luôn, yêu chuộng nhất luôn, là mình điều trị bằng cái kem dưỡng nè, hoặc là viên uống đó, là cũng mấy năm nay rồi đấy, là em sẽ quay quay quanh hai cái biện pháp đó thôi để mình có thể dưỡng da. Thì không biết là chị thấy như vậy thì nó có hợp lý không nha chị ha? Thực ra thì nó tùy thuộc vào cái hoàn cảnh sống cũng như là kinh tế, và tùy thuộc vào cái công việc của mình. Ví dụ như Vi là một cái người bận rộn ha, khó để sắp xếp những cái lịch mà đi theo cái lịch trình của bác sĩ, thì Vi cũng có thể can thiệp bằng những cái cách như mình uống. Tại vì nói nào hay, cái khi mà chúng ta đến cái giai đoạn lão hóa thì cái yếu tố sắc tố nó hình thành á, nó có thể do nhiều cái những cái thay đổi từ nội tiết, do những cái thay đổi từ cái ánh nắng mặt trời, hay do những cái vấn đề viêm nhiễm của cơ thể, hay là mình sử dụng những cái sản phẩm mà nó không được chất lượng, nó có thể gây ra cái tình trạng dưỡng da, sau đó là viêm da, và nó cái vấn đề tăng sắc tố. Tức là cái yếu tố thâm sạm nó có thể đến từ nhiều cái vấn đề khác nhau, cho nên là lựa chọn một cái phương pháp chăm sóc điều trị nó luôn phải đặt cái yếu tố hàng đầu, đó là sản phẩm đó phải uy tín, chất lượng, cái liệu pháp đó phải đó. Cho nên là Roto là một trong những công ty mà đưa cái yếu tố thông điệp chính cho cái vấn đề mà người tiêu dùng, đó là sự an toàn, cái hiệu quả đó. Cho nên công ty chị sẽ tập trung cho cái tính hiệu quả và cái tính an toàn cho bất kỳ cái sản phẩm nào mà khi chạm đến cơ thể của người tiêu dùng, chạm đến cái bên trong của người, cái gọi là sự chăm sóc. Alo chị Hạnh ơi. Em bị mất tín hiệu của chị Hạnh, em không còn nghe chị Hạnh nữa nè. Không biết là mọi người có đang còn nghe chị Hạnh hay không ha? Mọi người livestream có đang nghe chị Hạnh không? Bên chị Alo. có thể là bị mạng nó chập chờn chút xíu cho nên quay trở lại rồi đó. Đó. Rồi Rồi. rồi em nghe rồi, em nghe chị rồi. Welcome back chị Đó. ơi. Tự nhiên chị bỏ em bơ vơ hết hồn. Đó. Thì cho nên chị nhắc lại chút xíu, có thể hồi nãy mạng nó bị yếu, tức là khi chúng ta chọn một cái cách để chăm sóc da, chọn một cái giải pháp để chăm sóc da, thì chúng ta sẽ phải đặt đến cái vấn đề uy tín, chất lượng của cái công ty, của cái sản phẩm, của cái phương pháp đó, để làm sao đem đến cho mình một cái sự thay đổi diện mạo theo chiều hướng đẹp hơn, nhưng phải an toàn và hiệu quả. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có quan tâm đến điều đó thì có thể ảnh hưởng không có tốt lắm đến sức khỏe của mình. Đúng rồi đúng rồi. Lúc nãy á, chị Hạnh có chia sẻ về vấn đề lâu lâu bền, tức là Vi cũng thấy thật sự là như vậy. Tức là thật ra mình phải suy nghĩ rằng là cái mảng nám của mình nó cũng phải tốn thời gian để nó nổi lên trên mặt của mình, thì mình cũng phải tốn thời gian để làm sao mình làm cho nó lặn xuống lại. Đó là cái suy nghĩ riêng của Vi. Tức là khi mà em dùng sản phẩm em rất kiên trì chị ơi, ngày này qua tháng nọ, tháng này qua năm nọ, chứ em chưa bao giờ mà em gọi là gấp rút với cái việc là mình bắt nó phải đẹp liền, bắt nó phải biến mất liền. Không có bao giờ có chuyện đó. Mà em thiệt á, là em nghĩ rằng là cũng sẽ có những cái biện pháp làm cho khi mà sau khi mà mình sử dụng xong
cái mảng nám của mình nó sẽ mờ đi hẳn, nhưng rồi á nó không có ở ngay cái gốc á thì nó vẫn trồi lên lại với điều kiện thích hợp, đúng không chị? Đúng Cho rồi. nên là khi mình dưỡng dạ Ừ. Thì hồi nãy chị có thấy là Vi có show cho mọi người thấy cái quà tặng của công ty Roto, thì chị nghĩ là Vi đã có dùng sản phẩm rồi đúng không nè? Vi có thể share cho mọi người một số những cái cảm nhận của Vi về cái việc là Vi đã dùng nó và Vi cảm nhận nó như thế nào không? Yeah. Thì với bộ sản phẩm lúc nãy là Vi có khoe cho mọi người rồi đấy. Thì bây giờ đây, mình chi tiết hơn ha. Với cái bộ sản phẩm này thì Vi cũng vừa được nhận tầm khoảng hơn 1 tháng. Thì khi mà nhận thì nói thật sự Vi là một fan của Roto mà mình đã thử nghiệm trên da của mình ngay ngày đầu tiên, thì Vi sẽ chia sẻ cho mọi người cái cảm giác cái ngày đầu tiên cách đây 1 tháng mà Vi đã sử dụng ha. Thì tối hôm đó sau khoảng chừng Vi để khoảng chừng một mấy ngày một tầm 1 tuần Vi không xài sản phẩm gì hết, thì tối hôm đó Vi mới thoa thử bộ bộ đôi sản phẩm. Ủa đâu rồi? Đây, để gì đây? Ủa hết hồn luôn á mọi người, đây gắn Không đi sao, lại em nha. cầm trên tay từng cái lẻ cũng được để cho dễ em hơn, chứ không thôi nó nặng Không, hả? để vậy nhìn cho Nó hoành tráng đẹp nha quá. chị, xinh quá trời. Dạ thì bộ đôi sản phẩm ha mọi người, đó là tinh chất trắng da và cái kem trắng da, thì Vi chỉ xài riêng hai cái phần đó trên da thôi. Thì sáng hôm sau nó là một cái cảm giác thật sự rất thỏa mãn và tuyệt vời. Khi mà mình thấy da của mình thật sự rất là mịn, là một trắng là điều khỏi phải bàn rồi, rất là gọi là trắng bật tông, và nó rất là gọi là mềm nữa, cảm giác nó sáng sáng da. Thì mình quyết định là mình sẽ xài mỗi sáng mỗi tối để mình tăng cái mình gọi là sao ta, mình giữ được cái sự sáng, cái sự hiệu quả cho làn da của mình được tốt hơn đó. Thì gần đây á, bên cạnh đó thì tất nhiên là Vi cũng có uống viên uống rồi, tầm khoảng 1 tháng thì thật sự là nó rất là khác với những cái trải nghiệm của những cái bộ sản phẩm skincare khác nha. Bởi vì không chỉ là ở bên ngoài mà mình có cả viên uống nữa, thì gọi là mình có được cái giải pháp dưỡng trắng toàn diện từ trong ra ngoài nha mọi người. Và nhãn hàng cũng đảm bảo hiệu quả cải thiện sạm nám sau 2 tuần sử dụng. Thì thật sự là 2 tuần là nói hơi quá với da của Vi á nha. Thì em thấy là trong vòng đó đêm đầu tiên ra là em thấy em rất là vui rồi, và trong vòng 1 tuần thôi thì giống như là nó mờ hẳn cái sạm nám mà mình có hai bên đây với lại cái mũi của em mà em nói này. Bây giờ nhìn rất mờ không thấy, bây giờ mặt em không có gì hết nha, mà nhìn không có thấy gì hết, không thấy vết sạm nữa đó. Cho nên là em rất là tò mò, em không biết là cái gọi là cái điểm nổi bật của bộ sản phẩm này là gì. Thì bên trong gọi là mình gọi là cái sao ta, bí quyết của chị của Dina và các dòng sản phẩm thì là gì, mà tại sao có thể có được cái cho người một cái người trải nghiệm như em mới thôi mà một cái cảm giác quá là tuyệt vời luôn á chị. Dạ muốn biết Là đúng chị có thể không? giải thích cho Đúng em không? không? Em Muốn rất biết là cái tò gì bạn mò nói. luôn. Thầy cảm ơn em đã có những thắc mắc và đang rất ư là muốn chị giải đáp cái phần này. Thì các bạn nhìn trên cái tay của Hạnh nó có cái gọi là cái hộp sản phẩm với cái tên của sản phẩm đó là Dina. Như vậy đây chính là một cái gọi là nhãn hàng dược mỹ phẩm của công ty Roto. Và tập đoàn Roto làm cái sản phẩm này là một cái sự kết hợp giữa bác sĩ da liễu và những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu trong vòng 5 năm trời để có thể ra được sản phẩm. Cái yếu tố số 2 đó là cái sản phẩm này là một cái bộ sản phẩm mà lấy được cái chất tinh hoa từ những cái thành phần ưu tú liên quan đến sức khỏe, liên quan đến làm trắng da, đó là glutathione, tức là nguyên toàn bộ là đều sử dụng cái thành phần đó. Yếu tố số 3 nữa là đây là một cái bộ sản phẩm mà nó là một cái sản phẩm vừa uống vừa thoa, tức là bộ ba kết hợp trong uống ngoài thoa. Đó là yếu tố đặc biệt với cái sản phẩm này so với những cái sản phẩm khác hiện nay thì có thể là uống, cũng có thể chỉ có thoa thôi. Nhưng với Roto thì dòng Dina đó là gồm có trong uống ngoài thoa. Kế đến nữa đó là yếu tố liên quan đến hiệu quả, tức là sau khi những cái người sử dụng đã thử nghiệm cái sản phẩm này trong vòng chỉ có 2 tuần các bạn, thì như hồi nãy Vi có nói đó là sau khi sử dụng 2 tuần thì những cái
gọi là những cái đốm, những cái phần da tối màu trên cái phần da của mình đó, nó có cái biểu hiện sáng đi trong vòng 2 tuần. Đó, như vậy là sự cải thiện của những cái sắc tố, những cái đốm màu ở trên da có sự cải thiện sau 2 tuần. Và điều cuối cùng nữa là gì? Đó là cái nguyên vật liệu cộng với những cái thành phần này là những cái thành phần an toàn được nhập từ những cái nước tiên tiến trên thế giới. Bên cạnh đó là sản phẩm đã được thử nghiệm về da liễu liên quan đến cái tính an toàn cho người sử dụng. Chính vì vậy khi mọi người sử dụng cái dạng uống hay là cái dạng thoa thì tất cả những cái dạng thoa này nè đều đã được kiểm nghiệm da liễu hết, cho nên các bạn có thể yên tâm sử dụng cho làn da của mình. Đó, thì như hồi nãy Vi có nói đó là khi mà chúng ta bôi cái sản phẩm này lên thì mọi người sẽ cảm thấy có một cái cảm giác rất là mượt ở trên da, là bởi vì sao? Bởi vì cái dạng tinh chất của mình á, cái dạng tinh chất của mình đó là cái bay nó rất là mượt mọi người. Khi bôi lên trên da là cái tay mình nó mượt vô cùng luôn. À, và bạn thậm chí vẫn có thể make up trên cái lớp này không sao, vì cái bay này là một cái bay mà nó mang tính gọi là thẩm thấu, làm dịu, làm mềm, và nó cũng có cái sự che lấp, che phủ những cái phần lỗ chân lông của mình mà nó hơi hơi thô, hơi sần một chút xíu, cho nên bạn vẫn có thể kết hợp. À, thì ở đây là cái dạng của tinh chất, ở đây là cái dạng của tinh chất ha. Đó, còn có một cái sản phẩm nữa đó là dạng kem. Thì cái này là các bạn thấy Hạnh đang cầm trên tay cái dạng kem, thì cái kem này chúng ta sẽ bôi khắp cả mặt luôn nha. Cái này là chăm sóc tổng thể cho toàn mặt của mình. Trong này nó có B3, trong này nó có glutathione và vitamin E, nó sẽ dùng chăm sóc tổng thể toàn diện cái da. Còn đối với tinh chất thì các bạn sẽ bôi cho Hạnh trên những cái vùng da mà nó có cái yếu tố sắc tố không đều. Hạnh ví dụ như thế này, Hạnh mua một bộ này về thì Hạnh sẽ dùng nó như thế này, Hạnh sẽ uống để làm trắng cơ thể từ bên trong, và không chỉ có trắng những cái vùng da mình cần điều chỉnh mà toàn tông da từ trên xuống dưới là mình được điều chỉnh và nó sáng hết toàn thân. Yếu tố cái đó là loại số 1 là khi chúng ta dùng dạng uống. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái dạng uống này nè mọi người, thì nó chứa glutathione, nó có luôn cả là L-cysteine cộng với HA cộng với vitamin C và vitamin E. Chính sự phối hợp này nó làm cho cái hiệu quả sản phẩm nó mang đến cái vấn đề là sáng, khỏe và đẹp. Đó, thì chút nữa Hạnh sẽ nói thêm một tí xíu về cái thành phần glutathione này nó là cái gì mà nó hay ho như vậy. Đó, và khi chúng ta uống thì chúng ta có lo sợ nó tác dụng phụ gì cho da của mình hay không. Đó, thì chút nữa Hạnh sẽ phân tích kỹ hơn để mọi người hiểu. Còn bây giờ Hạnh sẽ nói đến cái ba bước đó là gì. Bước đầu tiên là chúng ta uống để trắng từ trong ra ngoài, trắng và khỏe nha, chứ không phải chỉ có trắng là trắng thôi nha. Rồi, cái đó số 2, ai đó trên da của mình có những cái vùng tối và không đều thì các bạn sẽ bôi cho Hạnh cái sản phẩm tinh chất này trên những vùng da mà chúng ta không đều màu là bôi tinh chất. Rồi, những vùng da còn lại và toàn thể thì chúng ta sẽ bôi cái dạng kem này ha. Các bạn sẽ bôi cái kem này cho Hạnh trên toàn bộ cái da của mình. Do cái tuýp này nó mới cho nên nó chưa có lên cái kem. Rồi đây, ok. Đây, thì các bạn sẽ thấy là Hạnh bôi cái kem này trên da của mình. Đó, thì như vậy là cái phần da của mình nó sẽ được phủ cái này, toàn thể cái da sẽ được phủ cái sản phẩm này lên. Đó, thì ở đây nó có B3, nó kiểm soát nhờn nè ha, nó làm sáng nè, nó hỗ trợ cho cái đặc tính cấp ẩm, và bên cạnh đó B3 mà kết hợp với glutathione là một trong những liệu pháp làm trắng da và làm cho tông da của mình tăng vượt trội, cấp ẩm tối ưu. Đó, cho nên chúng ta sẽ dùng cái này cho cả mặt luôn, cho cả mặt luôn, chứ không phải chỉ có dùng cho mỗi cái phần da mà cần điều chỉnh cái tông, mà chúng ta bôi cho khắp mặt, chỉ có tinh chất là bôi trên những cái vùng da mình cần điều chỉnh tông thôi. Thì Hạnh nói sơ như thế, và chút xíu nữa Hạnh sẽ nói kỹ hơn về cái đặc tính của glutathione. Thì Vi ơi, bây giờ là Vi Vi đã uống cái dạng uống rồi thì Vi thấy thế nào? Hồi nãy chị nghe là Vi nói là Vi sáng da lên đúng không? À, Vi Dạ sáng đúng da rồi lên, chị. cái vùng tối màu cũng cũng điều chỉnh luôn, đúng không nè? Dạ đúng rồi. Mình sáng da toàn thân. Đó, khi mà với lại thật ra em không biết tại sao ấy chị. Chống nắng trên mặt thì em rất xinh, nhưng mà chống nắng ở trên body á thì em rất là lười. Như kiểu thiệt ra từ xưa giờ em chưa bao giờ bôi chống nắng ở trên người luôn á chị. Chưa bao giờ luôn, tại vì em hình như là em rất lười, giống như là mình có thể bôi được có 1 2 ngày gì đó.
cái lười Ừ. quá không bôi nữa. Thì khi mà Ừ. mình coi như từ trước đến giờ mình ít có sử dụng cái chống nắng cho sáng da, cho cả là body lắm. Mình Ừ. cũng rất ít luôn, em rất ít dưỡng body luôn. Thì khi mà em Ừ. bắt đầu em uống viên uống đi nà đó, viên uống sáng da đó, thì mình cảm thấy là da maybe có thể là do mình chờ đợi đến cái sản phẩm này À. nó thích hợp nhất cho mình. Thì khi mà em dùng khoảng hơn 1 tháng rồi thì em thấy là các cái trên da nè, đặc biệt là da mặt đi ha, thì như em nói bây giờ là em rất tự tin là không cần xài sản phẩm gì hết, không cần xài make up gì hết để che những cái sạm nám. Bây giờ da em rất là đều màu nữa. Thì mình sẵn ở đây thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người luôn ha, là mình Vi á, thì là trong 1 tháng đầu tiên á, là Vi uống 1 ngày 2 lần và mỗi lần là 2 viên. Thì chuyên gia cũng có khuyên mình là trong 1 2 tháng đầu thì mình nên uống như thế, nó giống như là một cái liều tăng cường. Sau đó thì mình sẽ duy trì bằng cách là mỗi ngày 1 lần và cũng là mỗi lần 2 viên. Cho nên là đó, mọi người thấy đó, Vi mới xài tầm khoảng chừng hơn tháng, đây là cái hộp giống như cái hộp thứ hai rồi, thì mình uống sau mỗi bữa ăn đó, thì mình thấy cái hiệu quả nó rất là nhanh chóng và rất là rõ rệt. Bây giờ em đang rất là thắc mắc về thành phần glutathione mà chị Hạnh mới vừa nhắc đó, chị có thể nói rõ hơn cho em hiểu về glutathione không chị? Ok, bây giờ như thế này các bạn, nói đến glutathione thì ở trên các cái trang mạng mà liên quan đến vấn đề nghiên cứu thì người ta sẽ viết tắt nó là GSH. GSH thì cái thành phần này nó được ví như một cái gọi là cái nam châm, nó hút đi tất cả những cái nhược điểm, những cái độc tố trên da của mình được hấp thu thông qua chế độ ăn uống, thông qua sự hít thở, thông qua cái sự tiếp xúc với môi trường ở bên ngoài, và nó tạo ra những cái cấu tử lạ và nó thâm nhập vào trong cơ thể của mình. Thì đây được xem như là một cái thỏi nam châm để lấy đi tất cả những cái bất lợi cho cơ thể. Và người ta nghiên cứu thấy nó có những cái ưu điểm như sau. Ưu điểm thứ nhất đó là một cái chất chống oxy hóa cực mạnh. Số 2, nó là một cái chất giúp cho da của mình tăng được cái độ sáng ở trên da, tăng được cái khả năng chống lão hóa. Và điều đặc biệt nữa đó là gì? Đó là nó sẽ làm sáng cái da của mình. Đó, bên cạnh đó thì nó là một cái thành phần mà khi uống vào thì chúng ta sẽ tăng được cái miễn dịch, tăng được miễn dịch. Yếu tố tiếp theo nữa đó là nó sẽ giúp loại bỏ những cái độc tố và đặc biệt những cái vấn đề liên quan đến gan. Thì tại các em biết không, cái chất này đó là một cái chất được tổng hợp tại gan của mình. Tuy nhiên trong cái quá trình mà chúng ta sống sinh hoạt thì nó sẽ có cái hiện tượng là chúng ta tiếp xúc với nguy cơ, có thể là ô nhiễm môi trường, có thể là tuổi tác, có thể là chúng ta hút thuốc lá, có thể là chúng ta bị rượu bia quá nhiều, chúng ta bị stress trong công việc vân vân. Thì tất cả những cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng và nó làm cho cái thành phần glutathione trong cơ thể mình mà được tổng hợp đó nó ít hơn so với mức bình thường. Và khi cái mức này nó ít hơn so với bình thường thì nó sẽ làm giảm bớt cái miễn dịch, nó làm giảm bớt cái khả năng chống oxy hóa, nó làm giảm bớt cái khả năng loại độc tố cho gan và nó làm giảm bớt cái yếu tố đẹp cho làn da. Cho nên khi ta nói đến GSH, nó được xem như một cái chất thần thánh trong cái lĩnh vực chăm sóc cơ thể, mà ngay cả những cái bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch này, những cái bệnh nhân mà ví dụ như họ mới điều trị những cái bệnh lý nặng, hay là những cái bệnh nhân mà họ chuẩn bị sức khỏe để mà họ làm, hoặc là sau khi họ chạy những cái phương pháp mạnh của bên ung thư, thì người ta vẫn có thể sử dụng glutathione để giúp tái tạo lại cái cơ thể, để giúp tăng miễn dịch cho những người này. À, vì lý do đó mà glutathione được xem như là một cái thỏi nam châm để có thể giúp cơ thể mình loại bỏ những cái yếu tố bất lợi. Vậy thì glutathione được sử dụng trong cái sản phẩm trắng da dựa trên cơ sở nào? Thì với những cái người mà họ bị yếu như thế thì bác sĩ cho toa để uống để tăng cường sức khỏe cho họ. Thì không ngờ cái tác dụng phụ của cái chất này là nó làm trắng da các bạn. Mà khi nó làm trắng da thì các cái nhà chuyên về thẩm mỹ họ sẽ thấy ưu điểm là tôi sẽ dùng chất này để tôi làm vào trong những cái sản phẩm viên uống hoặc là thoa có công dụng làm trắng da. Cho nên em có thấy hay không? Tức là từ một cái sản phẩm mà
uống để phục hồi sức khỏe, nó lại có cái đặc tính làm trắng da. Cho nên khi một người như chúng ta đang cần trắng nè, thì chúng ta uống thì nó còn thêm được cái gì? Nó còn thêm chống lão hóa, nó còn thêm là tăng hệ miễn dịch nữa. Đó, cho nên trong cái mùa dịch như thế này, chúng ta uống nó, chúng ta vừa đẹp da, vừa chống oxy hóa, mà chúng ta lại có được cái việc là tăng cường hệ miễn dịch. Đó, cho Đó, nên nó tuyệt hay ho vời. như thế. À, nó hay ho như vậy, cho nên sau khi mà biết cái sản phẩm này như thế thì chị mua luôn cho mẹ chị dùng luôn, là bởi vì để tăng cường sức khỏe thêm cho mẹ, nhưng mà mẹ thì sẽ dùng liều ít hơn so với mình. Mình thì ví dụ như là sẽ dùng 2 viên để mình vừa làm sáng vừa làm đẹp hơn, còn mẹ thì duy trì sức khỏe thì chị cho mẹ uống 1 viên thôi. Thì đó, đó chính là cái điều mà nó ưu điểm của glutathione. Thì cái chất đó em biết sao không, là mình đưa hết vào trong cái bộ 3 sản phẩm của Dina luôn, uống này cái nào mình cũng có hết. Và đặc biệt như thế này, nói đến cái yếu tố mà cái sự can thiệp của cái chất này trong da thì nó hơi hơi khoa học một tí xíu, nhưng chị vẫn nói luôn, đó là bình thường như thế này á, khi chúng ta bôi một cái sản phẩm để làm trắng thì nó sẽ làm mờ cái sắc tố này, làm giảm cái sắc tố và ức chế cái sự hình thành melanin. Nhưng khi chúng ta uống cái glutathione vào thì cái chất này nó làm gì? Nó sẽ có cái công dụng là tăng cường cái sắc tố trắng và nó giảm cái sắc tố đen. Cho nên chính vì vậy khi ta bôi thì nó làm mờ cái sắc tố tối trên da bằng cơ chế ức chế, nhưng khi ta uống thì nó làm tăng cái sắc tố sáng ở trong cơ thể của mình. Nên khi chúng ta uống vừa cái này, chúng ta vừa bôi cái này, là chúng ta đã gom đủ 2 cơ chế, vừa ức chế không cho cái sắc tố tối nó ra, vừa làm tăng cái sắc tố trắng nó hiện lên, cho nên ta được lợi cả hai nếu chúng ta kết hợp luôn cả uống và thoa. Đó là cái ưu điểm khi chúng ta sử dụng là cả bộ cái sản phẩm này. Em cũng có thấy ở trên bao bì là có ghi là melanin correction prevention này, tức có nghĩa Đúng rồi. là ngăn ngừa cái melanin, mà cái chất melanin này chắc là mọi người tìm hiểu về da thì cũng biết đây là một cái chất nó tạo ra những cái đốm nâu này, những cái mảng nám này nọ, nó làm sậm da của mình đó. Thì em sẽ chia sẻ với mọi người một chút xíu về gọi là sao ta, cái Cái tính chất tinh chất, cái tinh chất ý là em muốn chia sẻ một chút xíu về cái mọi người thấy cái sau chất khi bôi kem đúng ấy. không? À. Dạ đúng rồi, cái chất kem Ừ. thôi. Em sẽ bôi lên trên da của em luôn, mà ở đây không có cái gương nhưng mà em biết được chỗ nào của em nó còn mờ bị nâu, tức là ngay cái Đúng khúc rồi. này Ừ. đó. Mình đây Vi sẽ bị 3 cái điểm thôi, với lại có một số chỗ nó hơi nâu nâu nữa thì mình thoa lên. Rồi, mình thoa nhẹ nhẹ thôi ha mọi người ha. Thì cái chất này nó rất là mềm nè, cảm giác nó rất là mịn và nó thấm ngay vào da thôi, không có gây khó chịu gì hết. Được Đây, luôn. đây nữa. Mà chị, em cảm giác giống như là khi mà thoa lên giống như có một cái lớp màng á. Mình cảm giác giống như có một cái lớp màng nó làm mịn hẳn cái da, mà không Mượt ghê lắm. không biết là Cái dạ nó mượt luôn á. tay mình nó rất là mượt. Đó, cái vùng da này bôi lên là không hề bỏng nha. Bôi lên nó rất là mượt mọi người. Đó Nó rất mọi là mượt. người, xong rồi đấy thì đây là cái kem ha, Vi cũng sẽ thử cái kem cho mọi người xem luôn nha. Chất kem nó rất là đặc nha, cho nên là thật ra thì Vi dùng không có nhiều đến vậy đâu, mà Vi xịt ra cho mọi người xem, không biết mọi người có thấy hay không ta, Thấy em, mọi bởi người vì rất là thấy đặc. Dạ đặc cho nên là mình không cần phải sử dụng nhiều á, tiết kiệm khá nhiều, với lại cả là sao em rất là thích cái palm này, bởi vì những cái loại mà hũ á, chị biết sao không? Mình có cảm giác như nó sẽ không có vệ sinh. Đưa cái tay tức là vô á thì em cái cảm giác chị là mạnh ai sợ nói. bị nhiễm. Dạ, đúng rồi, kiểu như sợ bị bụi bẩn thì nó bay vào ấy, thì với cái này á em nghĩ không có bụi bẩn nào mà bay vô được luôn. Thì thật sự em rất là thích mà còn tiện nữa chứ. Đấy mọi người thấy không, Vi xài chỉ có ít như vậy thôi, nhưng mà lúc nãy Vi phải bấm nhiều cho mọi người xem thôi. Đó mình thoa nhẹ nhẹ ha. Thì Rồi. rất là đó, mọi người thấy không, đây là cái lớp thứ hai em thoa thôi, trước hồi nãy á, trước khi live là em đã thoa một lần rồi đấy. Giờ giờ còn còn miếng như thế này làm gì giờ ta. Bị Bôi cổ đi. dư miếng. Cái cổ, cái Bôi cổ, cổ cái hả cổ. chị?
Em biết không, trong cái quá trình nói cái này thêm chút xíu này mọi người, là trong quá trình mà mình làm cái nghiên cứu này đó thì Hạnh cũng là một người tham gia vào cái quá trình nghiên cứu chung với là các bạn khác. Thì cứ khoảng một tuần là phải quay chụp hình một lần. Thì lúc đó là chị bôi á, là cái da của chị nó có một cái sự thay đổi khác hẳn, đó là liên quan đến cái độ mượt của da và nó mềm, bên cạnh đó là cái độ sáng. Thì cái da của chị thì không có nhiều những cái đốm, nhưng mà nó có những cái nếp nhăn li ti, đặc biệt là ở cái phần cổ của chị nè. Cái phần cổ của chị nó rất nhiều những cái nếp nhăn nhỏ, tại vì thực ra là mình không có chăm sóc da từ trẻ đó, cho nên là nó sẽ bị cái hệ lụy là sau khi lớn tuổi thì da mình nó sẽ xấu đi, đặc biệt những cái vùng mà mình kém chăm sóc đó, như vì vùng Có cổ. luôn nha. Cho nên là em cố gắng là khi em dưỡng da là em sẽ dưỡng luôn cái cổ. Thì cái lúc đó là chị bôi rất là nhiều cho cái phần da cổ của mình, tại vì cái da cổ nó cũng phải chừng tầm khoảng 60 tuổi á đó. Đó, cái da mặt mình thì nó trẻ hơn, nhưng mà cái da cổ thì nó già lắm. Cho nên là chị bôi Đúng cái rồi. này thấy cực kỳ gọi là thay đổi luôn, chị bôi cái tinh chất này Ồ. da cổ, và phải nói là tuyệt vời khi mà cái da cổ của mình nó là nó mịn hơn và nó bớt nhăn lại. Chứ lúc trước mà nhắm cái tay mà đưa vô chỗ này vậy là nó dính lại và nó cảm giác nó nhăn nhúm, nó gớm lắm. Nói tóm lại là chị tự bôi xong. Đó là nó rất là nhăn chỗ này, nó rất là ghê. Thì chị bôi cái tinh chất này nó mà cải thiện, nó cải thiện thực sự là rất là hài lòng luôn đó. Nó làm phai luôn cả những cái phần da mà nó bị sần bị đen ở phía đằng sau cổ của mình luôn đó. Chị Cho biết nên đó sao em chỉ tiết kiệm cho nên là em không em không có à, xài xuống dưới cái cổ á chị. nên dùng cưng, nên dùng, tại vì cái trên da là cái mà mặt tiền, nhưng mà thường mình mặc đồ thì các bạn thấy lúc nào mình cũng sẽ hở một chút cổ ra, và cái cổ Đúng nó cũng thể hiện cái tuổi tác của mình đó đó. Cho nên là chúng ta rồi. nên, nên nha, đừng có gọi là uống thì chắc chắn nó tác dụng toàn thân rồi, nhưng mà khi thoa thì thoa cả mặt, sau đó lấn xuống cái cổ. Thì cái dạng kem này các bạn, nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn cái tinh chất chút xíu, cho nên là các bạn sẽ bôi cái tinh chất trên những cái vùng, còn dưới này chỗ nào nhăn quá thì bôi tinh chất, sau đó là bôi kem phủ lên để cho da mình nó tốt tổng thể nha. À, chị ơi bây giờ hay là Cho mọi người chơi game mình thôi. sẽ mình khởi động mini game không chị? Đấy Ok. thì bây giờ trước khi mà khởi động mini game đấy thì Vi sẽ lại khoe với mọi người ha bộ ba sản phẩm Tina mà Vi đã sử dụng trong hơn một tháng qua đấy. Thì ở đây có một hộp viên uống sáng da, một tinh chất dưỡng trắng và một kem dưỡng trắng như là Vi mới vừa thị phạm cho mọi người cái cách sử dụng và review cho mọi người cả về cái chất kem và cái chất ở trong cái tinh chất luôn ấy. Thì mọi người sẽ thấy rằng ở đây đây là một cái bộ sản phẩm rất là tuyệt vời, giá cả vừa phải mà gọi là sao ta, cái chất lượng cái hiệu quả mang đến vượt trội vô cùng ha. Thì khi mà Vi đi quay nhiều như vậy thì tất nhiên là mình sẽ bị những cái vấn đề về da, mà hơn một tháng vừa rồi Vi sử dụng thì cải thiện hơn rất là nhiều. Những cái vết nám đó, nó mờ ha và da của mình nó toàn thân luôn, nó sáng lên. Cho nên thật ra khi mà mình đẹp lên thì mình sẽ cảm thấy mình đỡ stress hơn rất nhiều đó mọi người. Mình sẽ nếu như mà cuộc đời này đã quá nhiều vấn đề rồi mà mình còn phải lo tới cái việc ôi hôm nay da của mình có khúc này nó nổi lên, cái khúc kia nó xấu đi thì mình sẽ càng càng kiểu bị buồn hơn đúng không mọi người. Nhưng khi một buổi sáng mặc dù có rất nhiều chuyện để phải giải quyết nhưng mình nhìn vô cái gương giống như là cái cảm giác ngày đầu tiên mà Vi sử dụng Dina đó, mình thấy wow, mình đang nhìn ai đây, một người quá là đẹp. trộm vía tự khen mình kỳ quá đấy. Thì giới thiệu qua một lần nữa cho mọi người để mọi người biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với Dina ha. Và bây giờ mình sẽ khởi động mini game. Rồi, Chị Hạnh ok. ơi, chị có thể đọc câu hỏi mini game hay không? Rồi, bây giờ chị sẽ đọc câu hỏi mini game cho mọi người cùng nghe nhé. Đặc điểm, mọi người chú ý nha. Mình sẽ có A, B, C, D. Các bạn sẽ chọn một đáp án chính xác trong bốn đáp án mà Hạnh mà đọc lên nha. Đặc điểm nổi bật của bộ dược mỹ phẩm Dina là gì? Nha, của dược mỹ phẩm Dina là gì? A, mờ thâm sạm tàn nhang sau 2 tuần. Mờ thâm sạm tàn nhang sau 2 tuần. B, một giải pháp trong uống ngoài thoa từ glutathione. B, một giải pháp trong uống ngoài thoa từ glutathione. Rồi C, gồm 3 bước trong uống ngoài thoa, gồm
tinh chất, kem dưỡng và viên uống. Hạnh nhắc lại, gồm 3 bước trong uống ngoài thoa, gồm tinh chất, kem dưỡng và viên uống, và D là cả 3 ý trên. Như vậy thì các bạn sẽ chọn câu trả lời chính xác và nhanh nhất để Hạnh và Vi sẽ xem thử là quý vị khán giả nào là những cái người mà có những cái câu trả lời chính xác và nhanh thì bên Hạnh sẽ chọn để có thể đọc lên trong cái buổi livestream ngày hôm nay. Và phần quà của mình đó là một câu trả lời chính xác sẽ được một hộp viên uống Dina giá 972 ngàn. Và chúng ta sẽ có 3 cái phần quà như thế này nhé. Các bạn ơi, các bạn đừng có quên những cái chương trình hồi nãy giờ của mình, đó là mình có một cái voucher nếu chúng ta mua trên trang của Roto Premium Store với giá 1,5 triệu thì chúng ta sẽ có một voucher là 150 ngàn. Mua hai sản phẩm này thì chúng ta sẽ được tặng tặng một nhé. Mua hai sản phẩm này sẽ tặng một cộng thêm với một cái chai lotion nữa, đó là cái gọi là cái chương trình khuyến mãi số 2. Yếu tố số 3 đó là chúng ta mua một bộ như thế này nha. Một bộ như thế này mà size lớn thì chúng ta được tặng một viên uống nha, một tặng một hộp viên uống. Rồi, chúng ta mua size nhỏ, nhỏ bé tí như thế này thôi thì các bạn sẽ được tặng một cái gì nè, một cái gì giá 200 ngàn mà để massage, các bạn còn nhớ không nè? Ai mà nhớ thì Một comment thanh giùm. đá lăng. À, Ủa em đây nói cái luôn rồi. em nói đi, không có sao, chị em mình cùng mà gọi là song hành đó. Như vậy thì đây, chúng ta chỉ cần mua một cái nhỏ này hoặc một cái này, tức là một kem hoặc một tinh chất, thì các bạn sẽ được tặng một cái thanh lăn nha, massage này. Cái cây này hay lắm, cái cây này vừa đẹp mà vừa, các bạn nếu cần á, các bạn có thể là để nó vào ngăn mát của tủ lạnh, sau đó những cái phần nhỏ nhỏ như thế này nè, các bạn massage vào những cái phần đuôi mắt. Thì Hạnh có xem một số những cái video, những cái clip á mà họ chỉ cho cái việc massage, thì chúng ta sẽ lăn những cái phần mát lạnh này nè ở những cái phần đuôi mắt của mình ha, và chúng ta cứ nóng lạnh xen kẽ thì chúng ta sẽ có được cái hiệu quả liên quan đến vấn đề săn da, nó rất là tốt nha. Rồi Rồi em thấy câu hỏi của chị á khó sao? quá à. Có cách nào, có câu hỏi nào khó hơn không? Chứ cái câu hỏi đó là em nghĩ là giống như là tặng để kiếm cớ tặng quà đó, chứ không phải là hỏi đó. À, kiếm cớ thôi đúng không? Chứ không phải là hỏi Kiếm han gì đúng không? cớ tặng thôi đó. Em trả lời ngay được luôn á chị, nếu mà em trả lời được đó, thì em có được quà không ta? Tự vì thiệt ra là em uống hả gần hết cái hộp thứ hai rồi. Cái này để liên hệ ban tổ Ủa? nha. Rồi, ở đây chị có một cái câu hỏi của một bạn, cũng là người cũng thường sử dụng cái sản phẩm Dina. Thì bạn có hỏi thêm là trong thành phần của cái Dina tinh chất thì có cái SimY 377, thì có thể nói rõ thêm về cái thành phần này trong cái tinh chất có được hay không? Đó, thì bây giờ chị sẽ nói một chút xíu về cái mảng này cho các bạn nghe nha. Ở trong cái tinh chất của cái Dina của mình thì có cái thành phần SimY 377, thực sự nó là một cái chiết xuất từ thông. Người ta nghiên cứu, ta thấy lấy cây thông và ta chiết xuất ra thì người ta mới nhận thấy là nó có hiệu quả vô cùng trong vấn đề làm trắng. Và cái chất đó nó lại hiệu quả gấp 100 lần vitamin C, gấp 10 lần axit folic. À, tuy nhiên nếu mà chúng ta cứ lấy chiết xuất từ thông á thì vườn thông là sẽ bị trụi hết. Cho nên là Roto sẽ đi theo cái hướng đó là chọn những cái thành phần nào chiết xuất mà tổng hợp với cái cơ chế tạo ra những cái chất mà có đặc tính như thế, để có thể là bảo tồn được cái gọi là cái môi trường sinh thái của mình. Cho nên cái chất mà SimY 377 là cái thành phần là phenylethylresorcinol. Nó là một cái chất được sử dụng rất nhiều trong những cái công ty dược mỹ phẩm trên thế giới, và nó chuyên biệt trong vấn đề làm trắng da. Khi sử dụng cái thành phần đó thì người ta cam kết rằng chỉ trong vòng 28 ngày thôi thì da sẽ trắng lên và tông da sẽ nâng. À, cái số 2 nữa là gì? Cái số 2 nữa là cái độ pH của cái thành phần đó đó các bạn, nó chỉ khoảng 6 thôi, cho nên nó rất là dịu nhẹ cho da. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại 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 nên sử dụng những cái sản phẩm dưỡng trắng như thế này? Là bởi vì là các bạn biết là theo những cái thống kê đó thì người ta thấy rằng là nếu như trên da của mình mà có những cái phần sạm màu hoặc da tối màu thì 74% những người được mà gọi là khảo sát, họ thấy rằng họ cảm giác buồn và cảm giác thiếu tự tin.
82% thì thấy rằng nếu như trên da của tôi có những cái đốm màu tối thì tôi có cảm giác tôi già đi, tới 82% thấy điều đó. Và 84% thì rất mong muốn rằng là mình sẽ có được những cái sản phẩm để dưỡng trắng, bởi vì nó làm cho họ là cảm giác tự tin hơn, yêu đời hơn, yêu bản thân hơn và trông trẻ hơn. Thì chính vì cái lý do đó mà tập đoàn Roto đã đưa cái sản phẩm Dina vào Việt Nam với cái mong muốn là giải tỏa, giảm bớt những cái trăn trở của những người phụ nữ, tại vì cuộc sống nó càng ngày càng tốt hơn, cho nên mình cũng muốn có những cái hạnh phúc liên quan đến cái vẻ bề ngoài. Đôi khi cái cảm giác mình tự tin, cái cảm giác mình trẻ hơn, nó cũng tạo ra được nhiều những cái vấn đề mà gọi là giá trị cho cái cuộc sống. Cho nên đó cũng là một trong những cái thông điệp mà Roto rất là muốn gửi đến trong cái nhãn hàng Dina, đó là muốn cái người phụ nữ, những người có những cái khuyết điểm trên da có thể sáng hơn, có thể tốt hơn, để tự tin hơn. Và đặc biệt nói đến cái viên uống thì nó sẽ làm cho mình không chỉ trắng sáng mà nó còn giúp mình trẻ và khỏe hơn. Cho nên đó là một trong những cái sản phẩm mà các bạn nên mua trong cái chương trình này, bởi vì thực ra Hạnh thấy là nếu chúng ta mua 2 hộp nha thì giá nó còn chỉ có là 1.738.000, mà nếu mà giá đơn á là 972, có nghĩa là bạn mua 2 hộp là bạn được giảm tới 206.000 nữa. Mua 2 hộp là được giảm tiếp 206.000. Như vậy nó chỉ còn 1.738.000 thôi, mà được tặng thêm 1 hộp. Mua 2 được tặng 1 hộp và tặng với một cái chai lotion như các bạn đang xem trên màn hình. Như vậy thì chúng ta thấy là chỉ với 1.738.000 thì ta đã có thêm 1 hộp này cộng với cái chai này. Chai này nó là 200 mấy ngàn, để chị quên rồi, 294 ngàn. 294 cộng với 972 thì các bạn thấy là nguyên này là gần 1.3 triệu rồi. Mua 1.7 triệu mà gần 1.3 triệu, các bạn thấy không? Vô cùng nhiều luôn ha. 1.3 triệu, đúng rồi. Đó. Wow, tuyệt vời, tuyệt vời. Như vậy thì Vi Vi có muốn thắc mắc cái gì thêm không nè? Dạ không. Em thấy là cái chương trình khuyến mãi của mình quá là hấp dẫn. Mà nếu như mà các bạn có thể, bạn ba bạn may mắn nào mà trả lời được câu hỏi mini game mà chị Hạnh mới vừa chia sẻ, mới vừa đặt ra đó, cái câu hỏi mà tượng trưng để mà tặng quà cho mọi người đó, thì lại là càng tuyệt hơn, đúng không mọi người? Thì nãy giờ không biết là mọi người đã trả lời nhiều chưa, hay là mình có cần lặp lại câu hỏi không ta? Các em có muốn chị lặp lại không? Có ai đó đang xem chương trình thì comment xem nào, các bạn có muốn lặp lại câu hỏi không nè. Thôi chị nhắc lại nè để các bạn dễ Đây, nhớ chị nhắc hơn nha. lại câu hỏi nè. Đó, đặc điểm nổi bật của dược mỹ phẩm Dina: A. Mờ thâm sạm, tàn nhang sau 2 tuần. B. Một giải pháp trong uống ngoài thoa từ glutathione. C. Gồm 3 bước trong uống ngoài thoa: tinh chất, kem dưỡng và viên uống. Và D là cả ba ý trên. Đó, các bạn xem, các bạn trả lời câu nào. Giờ mình nói đi nói lại rồi đó. Cho nên là chọn hay là giận luôn. À. Câu này thì quá là dễ luôn rồi đó nha. Đó thì bây giờ các bạn trả lời nha, để mà mình có thể có được cái bộ gọi là mình có được cái món quà may mắn, vừa may mắn mà vừa làm đẹp luôn, đó là 1 hộp viên uống sáng da trị giá là gần 1 triệu luôn đó, 972 ngàn. Rồi, gần 1 triệu đồng. À, trong cái phần này thì có ai thắc mắc về cách sử dụng không? Hay là chút xíu chị À, sẽ để nói bây về giờ các bạn. em lướt qua cái comment xem coi có câu hỏi nào hay không ha chị ha. Để cái nhiều khi các bạn có nhiều cái thắc mắc lắm. Đây đây, có một câu hỏi này em thấy cũng hay, rất là hay này nha. À, để em đọc nha. À chị ơi. À, câu hỏi này là của bạn Minh Thi nha. Rồi. À đây, bạn hỏi là chị ơi, hiệu quả có biến mất sau khi ngừng sử dụng bộ sản phẩm hay không ạ? À? À, chị Đó, cảm ơn Minh câu hỏi Thi cũng đã hay nha. này nhé. Bộ sản phẩm này khi dùng thì liệu rằng hiệu quả có biến mất sau khi ngưng hay không? À, các bạn lưu ý là vũ trụ, thượng đế, cha mẹ ta sanh ta ra là ta có một cái bộ gen, và với một cái sắc tố nó có màu như thế từ khi ta sanh cho đến khi ta mất đi.
Cho nên cái sắc tố da là cái sắc tố vĩnh hằng ở trong cơ thể của mình, nhưng khi ta tiếp xúc nắng thì nó sẽ nhiều hơn, nó tăng lên và nó sậm màu. Vì vậy khi ta dùng một cái sản phẩm để làm trắng, nếu trên bề mặt da chị không có đốm gì hết, chị chỉ dùng để nâng tông thì chị uống chẳng hạn, hoặc chị thoa tặng chẳng hạn, thì khi chị có dùng, da của chị sẽ sáng lên và trông thấy, nhìn là thấy có sự khác biệt. Và nếu như chị ngưng dùng thì sao? Nếu chị ngưng dùng nhưng chị vẫn duy trì cái sản phẩm chống nắng, chị duy trì các biện pháp để bảo vệ da hàng ngày, thì cái đó nó có thể tồn tại đến cái chu kỳ da tiếp theo của mình. Chị ví dụ một bạn trẻ thì chu kỳ da khoảng 28 ngày, một cái người lớn như chị thì khoảng chừng là 45 đến 55 ngày. Như vậy thì cái chu kỳ da của chị nó là 2 tháng, thì cái sắc da của chị sẽ được lưu trữ 2 tháng theo đúng cái chu kỳ da tái tạo, và với điều kiện chị phải bảo vệ da tránh nắng. Còn nếu như chị đang trắng sáng như thế này, ngày mai chị đi biển thì không bôi cái gì hết, thì y như rằng ngày mai nó sẽ lên nó đen toàn thân, không bảo vệ. Dù em có đang dùng cái sản phẩm trắng hay không dùng thì cứ ra nắng là nó sẽ sậm màu. Cho nên chính vì vậy ta luôn phải bảo vệ nó. Và chị nhắc lại, nó sẽ bảo vệ được cái sắc tố đó, nó sẽ được duy trì cho đến cái chu kỳ làm trắng tiếp theo, cái chu kỳ da tái tạo tiếp theo, tùy thuộc vào lứa tuổi. Tuổi càng lớn thì cái chu kỳ đó sẽ giữ được càng lâu, còn tuổi càng trẻ thì cái chu kỳ đó sẽ ngắn lại. Cho nên chúng ta nên làm gì nè? Từ đó suy ra là đã làm trắng thì phải dùng đều đặn và dùng duy trì, cộng với phải bảo vệ da tránh nắng. Em có câu hỏi. Em hỏi đi. Chị, vậy thì chu kỳ da của em đó là bao nhiêu ngày Năm chị nhỉ? năm nay bao nhiêu tuổi rồi nè? Em 38 tuổi. Em 38 thì cái chu kỳ da của mình nó sẽ khoảng tầm 28 cho đến khoảng 40 ngày. 28 khoảng đến 40 ngày, cao lắm. Đó thì như vậy là nếu mình ngưng cái sản phẩm, mình không dùng gì cả, mình chỉ bôi chống nắng thôi, thì cái tối thiểu nó sẽ giữ cho mình được là 45 ngày, tức là nó sẽ đi theo cái chu kỳ da của mình. Tuy nhiên cái việc này nó còn phụ thuộc vào cái chế độ ăn uống và cái việc chăm sóc. Nếu da chúng ta mà đã sáng rồi và chúng ta lại có cái chế độ ăn C tốt nè, uống những cái thành phần mà nó có tăng sắc tố vàng trên da lên nè, thì cái cơ thể mình nó cũng có khả năng chống nắng tốt. Cho nên cái sắc tố đó, cái sắc tố đang có của mình sáng, nó sẽ lưu giữ được lâu hơn nha. Tức là chị đang trung bình, tức là nó sẽ giữ cho mình được tới cái chu kỳ tái tạo da tiếp theo, chứ không phải là ai cũng thế. Người nào bảo vệ da tốt thì nó sẽ giữ lâu hơn, người nào bảo vệ da kém quá thì chắc chắn là nó sẽ nhanh trỗi dậy, đặc biệt là khi chúng ta ra nắng mà hoàn toàn không có bôi bất kỳ cái gì hoặc không che chắn. Rồi một câu hỏi nữa nha chị Hạnh nha, một câu hỏi nữa em chọn nha, của bạn, để em xem coi bạn nào mà hỏi mà nó hay. Thì chị sẽ trả À, lời. bạn Huyền Trang Nguyễn nha, bạn hỏi rằng á là phụ nữ mang thai và cho con bú thì có sử dụng được bộ sản phẩm không chị? Đúng rồi, cái câu này á, lúc nào hồi xưa mà em có bầu em thắc mắc vô cùng luôn á, em muốn xài sản phẩm gì là em cũng phải hỏi cho kỹ nha. Đầu tiên chị xin trả lời với cái sản phẩm này thì chưa có những cái nghiên cứu chuyên sâu liên quan đến phụ nữ có thai và cho con bú. Cho nên trong cái giai đoạn mang thai và cho con bú thì chúng ta không nên sử dụng bất kỳ cái sản phẩm nào không phải gọi là được kê toa bởi bác sĩ sản khoa. Các bạn nắm được chưa? Tức trong suốt giai đoạn thai kỳ và cho con bú thì chúng ta nên hạn chế tất cả những cái sản phẩm liên quan đến yếu tố thẩm mỹ. Liên quan tới yếu tố chữa bệnh thì chúng ta đã có bác sĩ kê toa. Liên quan đến cái yếu tố thẩm mỹ thì chúng ta cần phải hiểu rằng là cái cơ thể mình ở cái thời điểm đó nó nhạy cảm, nó cần có một cái sự gọi là che chở bảo bọc từ cái cơ chế tự nhiên. Cho nên có thể da sẽ tăng sắc tố lên để bảo vệ những cái vùng da yếu bên trong cơ thể của mình. Cho nên ngay trong cái giai đoạn đó thì chúng ta đừng can thiệp gì hết, tốt nhất chỉ chọn những cái sản phẩm phù hợp cho phụ nữ có thai. Chọn những cái sản phẩm phù hợp cho có thai, chỉ ví dụ như là để sắc tố không có lên được nhiều, chúng ta có thể sử dụng những cái thành phần từ tea tree oil chẳng hạn, như trong Happy Event, hay là chúng ta bôi cái sản phẩm chống nắng vô cơ để có thể giúp bảo vệ được quá trình mang thai.
À, còn đối với mà cái gì mà liên quan tới đẹp đẹp đó thì hầu như trong lúc mang thai là mình nên hạn chế. Còn ở như thế này, đến cái vấn đề phụ nữ cho con bú á, thì nó có cái này, đó là người ta nghiên cứu rằng trẻ con thì nó bú sữa mẹ, và trong sữa mẹ đó thì cái hàm lượng của glutathione nó buộc phải có. À, nó thấp trong sữa. Hình như em không nghe. Chị Hạnh bị mất mất sóng một xíu rồi. Đúng không mọi người? Đang tới cái khúc mà cho con bú trong sữa mẹ có glutathione đó. Chị Hạnh ơi. Trong lúc mà mình chờ đợi chị Hạnh quay trở lại thì mọi người có thể tiếp tục trả lời câu hỏi mini game của chị Hạnh nha, bởi vì nãy giờ Vi thấy là đấy mọi Ừ, người cũng chưa trả có trả lời lời nhiều mà thêm thêm nhiều nhiều. À, chị Hạnh quay trở lại rồi. quá Chị ơi. khổ. À, ở trên cái tòa nhà chị đang làm á, là nó là gần những cái lãnh sự quán đó các bạn, cho nên là cái hệ thống mạng ở đây nó cũng cũng bị ảnh hưởng một phần, cho nên đi các bạn nếu mà nó không được smooth lắm nha. Thì bây giờ chị nói chút xíu về cái phần phụ nữ cho con bú nè, đó là trong sữa mẹ sẽ cần có glutathione, và người ta nghiên cứu thấy nếu như hàm lượng glutathione đó càng giảm đi thì cái đứa bé đó cái sức đề kháng nó càng yếu và nó dễ bệnh. À, cho nên người mẹ trong quá trình mà chúng ta mang thai, chúng ta nên ăn chế độ ăn uống tăng cường rau xanh và nhiều những cái thành phần để có thể gan nó sẽ tổng hợp glutathione, từ đó để làm tăng cái lưu lượng sữa cho con của mình với nhiều cái glutathione hơn, để giúp cho bé tăng cường được cái sức miễn dịch. Cho nên là có thể nếu mà chúng ta sanh con rồi, chúng ta thấy cơ thể mình nó cũng tương đối ok, chúng ta có thể uống cái sản phẩm này. Tuy nhiên giai đoạn mang thai thì không khuyến khích nha các bạn. Bạn chị ơi, bây giờ mình còn thời gian cho một câu hỏi nữa không chị? Bây giờ cái phần game thì đưa chị Vi Vi có chọn được bạn nào chưa nè? Bây giờ chị sẽ lướt nhanh nhé, lướt nhanh, và chị sẽ chọn bất kỳ một cái người nào đó nha. À, bây giờ mình chọn luôn ha, mình chọn bạn bạn may mắn để mình tặng quà luôn hả chị? Rồi mình sẽ chọn để chị xem thử có những cái bạn nào ở đây. Dạ. Rồi bây giờ chị đang thấy ở đây đa phần là người chọn câu câu C nha, nhưng mà chị lại thấy có một người đặc biệt là đang chọn câu D đây, để chị xem người nào nè. Người số 1 của chị đây là bạn bạn nào nè? À, bạn này là bạn chọn câu D. Câu D gồm có là bạn Trịnh Hà nha, chúc mừng bạn Trịnh Hà nè. Rồi mọi À, người có thank nghe chị nói không? Bạn Trịnh Hà với câu D, với câu D nha. Còn các bạn khác đa phần là câu C đó. Bên phía Vi thì em có thấy ai không? Cho nên là ở đây chỉ có mỗi bạn Trịnh Hà là được câu D thôi nha. À, còn một bạn nữa, bên Vi có bạn nào không? Chị em thấy có một sao mà bên em sợ, em đang coi cái đây. comment mà thấy nó bị ngắn quá Rồi nè, bây tìm giờ chị sẽ comment. ghi đây, bây giờ chị đọc luôn là bạn số 2 là bạn Trần Huyền, đáp án D. Wow, dạ chị chọn giùm em luôn đi. Rồi chị Dạ, đọc luôn hay quá. ha. Chúc mừng bạn Trần Huyền nha. Rồi như vậy là gồm có bạn là Trịnh Hà nè, và thứ hai là bạn Trần Huyền ha. Hai bạn đã có đáp án D đúng. Còn những bạn đáp án C thì các bạn ơi, xin chia buồn là đáp án C không có đúng. À Phải cả rồi, em thấy bên em có một bạn rồi nè. cũng Một đúng bạn trả không? lời nè. Ừ, em Đáp án D nè. Là bạn bạn Mỹ Nhi. à Yeah, thì chúc mừng bạn. chúc mừng bạn Mỹ Nhi nha. Như vậy là chúng ta đã Yeah. có những cái bạn đang xem nè, gồm có là Trịnh Hà nè, rồi Trần Huyền nè, và Mỹ Nhi đó. Rồi như vậy chúng ta sẽ có ba bạn này, và chúc mừng ba bạn đã giành được phần quà, đó là viên uống sáng da Dina với trị giá 972.000 nha. Rồi Yeah, chị ơi, rồi bạn Tú Vi cũng biết nữa, cho bạn Tú Vi trả lời luôn đi được không chị? Rồi bạn Tú Vi nói giờ là bị chậm rồi. Ồ, đúng rồi nhỉ. Thế bạn Tú Vi chọn câu Nãy gì giờ nè?
Chọn câu đi. Câu D, chúc mừng bạn, hẹn gặp lại và tặng quà bạn cho lần sau. Trời Rồi, ơi, dễ thương quá, coi như chúc hơi mừng ba bạn nha, chút có hai bạn xíu, may có mắn một bạn nha. mà chậm ha, thì sorry bạn bị chậm, là so với các bạn là bạn bạn Dung thì bị chậm hơn nha, còn mấy bạn khác là đã ổn hơn rồi. Bây giờ chúng ta có câu hỏi gì nữa không thì chị sẽ trả Dạ, lời. để em xem coi mọi người còn có câu hỏi gì nữa hay không, mà câu hỏi phải hay mới được nha. Trời ơi, mới vừa nói xong mà nhìn vô thấy một cái câu hỏi Câu hỏi gì nè? hay hay nha, nhưng mà em thấy cái bạn này chắc là phải có nghiên cứu dữ lắm mới hỏi câu như này nè. À, Vậy bạn hả? hỏi là Rồi, hàm hồi lượng hộp quá. glutathione của Dina thì hơi thấp, vậy thì thời gian sử dụng có phải là phải lâu hơn hay không? Wow, bạn có nghiên cứu cái hàm lượng thấp hay cao luôn hả ta? Hay vậy ta? Rồi, chị cảm ơn Vi và cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì bây giờ chị sẽ trả lời ha. Trên cái bao bì của chúng ta là các em cũng sẽ thấy ở đây là 195 mg cho một viên của là Dina. Như vậy thì trong một lần uống chúng ta sẽ uống 2 viên, cho nên như vậy nó sẽ là 390 mg. Vậy thì so với những cái sản phẩm viên uống khác ở ngoài thị trường thì nó như thế nào? Thì ở đây á, là chị cũng xin trả lời thế này, đó là bản thân cái sản phẩm Dina là một cái sản phẩm được làm từ công ty dược mỹ phẩm, cho nên là Roto, những chuyên gia nghiên cứu cộng với tập đoàn đã phải nghiên cứu đến cái công thức nó phù hợp cho cái gọi là cái sinh lý của cơ thể, phù hợp với cái nhu cầu của cơ thể, đó là làm sao là khi ta uống nó vẫn trẻ, vẫn đẹp, vẫn duy trì được cái độ sáng da, nhưng nó không ảnh hưởng đến cái yếu tố mà tạo glutathione nội sinh. Nghĩa là như thế này, cơ thể mình hồi nãy giờ chị có nói là cơ thể mình nó sẽ tổng hợp glutathione tại gan, nhưng do những cái yếu tố bất lợi liên quan tới môi trường, liên quan tới lão hóa, liên quan tới thuốc men, liên quan tới stress vân vân, thì cơ thể mình sẽ tổng hợp glutathione thấp hơn so với bình thường. Vậy thì bản thân cơ thể mình nó vẫn tạo ra cái chuyện đó. Cho nên khi ta uống vào thì ta chỉ cần một lượng tương đối, chứ chúng ta cũng không cần phải quá nhiều. Vì lý do đó mà hai cái sản phẩm này khi uống 2 viên thì các bạn sẽ được 390 mg glutathione. Vậy thì song song với việc uống sản phẩm thì gan vẫn tạo ra glutathione theo đặc tính tự nhiên của nó. Vậy thì chúng ta uống nhiều thì nó được cái gì? Chúng ta uống nhiều thì nó được một cái, đó là nó sẽ tăng cái hiệu quả làm trắng lên so với bình thường. Tuy nhiên cái hàm lượng mà quá lớn thì nó có thể ảnh hưởng đến cái chuyện là nó làm cho cơ thể của mình cái khả năng tạo ra glutathione tự nhiên nó sẽ bị giảm đi. Tức là giống như cái tay sinh ra để mà làm việc mà suốt ngày cái tay cứ để im vậy không làm gì hết á, các bạn tưởng tượng như thế, tức là nó giảm chức năng của gan trong cái vấn đề tổng hợp glutathione. Cho nên là ở đây là Roto chỉ dùng một cái hàm lượng vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái chuyện là cơ thể mình cũng sẽ đồng hành làm cái chuyện đó để không ảnh hưởng đến cái chức năng tạo glutathione trong gan. Yếu tố số 2 là hiện nay có nhiều nghiên cứu cho thấy đó là nếu như các bạn uống glutathione thì có thể uống cái lượng từ 10 mg cho đến 20 mg tùy vào cái việc chúng ta muốn trắng nhanh hay chậm. Vậy thì nghĩa là một người khoảng 50 kg thì các bạn sẽ uống khoảng 500 mg cần trong một lần, và chúng ta có thể uống tối đa là 1.000, và chúng ta sẽ chia thành ra 2 lần sử dụng trong một ngày. Vậy thì khi chúng ta cần làm trắng da, chúng ta có thể uống từ 500 cho đến 1.000 mg. Như vậy thì nếu như cái người đó khả năng tổng hợp glutathione nó tương đối thì cái việc mà bổ sung vào có thể là chỉ cần khoảng 300 mấy trở lên là chúng ta cũng đã có được cái của cơ thể cộng với cái việc làm trắng nó lên tới được khoảng 500 mg đó. Và bên cạnh đó thì trong công thức các bạn nhìn kỹ này, các bạn cũng sẽ thấy là ở đây nó còn có cả L-cysteine, nó còn có cả vitamin E, vitamin C và cộng HA. Thì khi mà nói đến cái cặp ba, cái bộ ba mà gọi là quyền lực trong vấn đề làm trắng da thì người ta sẽ kể đến C cộng với L-cysteine cộng với glutathione. Ba cái thành phần này kết với nhau thì nó làm tăng glutathione trong cơ thể mình lên rất là nhiều và nó mang lại cái hiệu quả cao hơn. Cho nên là công thức của Roto đã có sự kết hợp
để làm sao hạn chế cái việc là mình uống quá nhiều glutathione nhưng mà cái hiệu quả hấp thu nó không được tốt hoàn toàn, hoặc cái thành phần đó nó không phản ứng để nó có thể tạo ra những cái chất làm trắng da một cách hiệu quả khi chúng ta không có cái sự kết hợp. Vậy thì đây là một cái sản phẩm có sự kết hợp của các thành phần ngoài glutathione, nên chúng ta có thể sử dụng anh này đó, tùy vào cái nhu cầu trắng của mình. Nếu ví dụ mình muốn trắng nhanh hơn thì các bạn sẽ tăng cho chị là có thể tới 4 viên trong một lần. Còn nếu các bạn nói là bây giờ cơ thể mình bữa giờ mình uống hai viên rồi, 4 viên rồi, nó trắng rồi, nó tốt rồi, các bạn duy trì thì các bạn sẽ tăng cho chị là chỉ cần dùng 2 viên trong một ngày thôi. Như vậy chị nhắc lại nè, ai đó muốn trắng nhanh vẫn có thể uống 4 viên cái Dina này trong một ngày. Sau khi giống như mà hồi nãy Vi nói với chị đó, là thời gian đầu là Vi cũng uống 4 viên đó. Đó, thì bây giờ là gì? Bây giờ sau khi mà mình thấy da mình mà nó đã trắng rồi, nó đã sáng rồi, em uống 2 viên một lần ha, trong một ngày chỉ uống một lần thôi là để duy trì cái trắng đó. Ha, các bạn nắm được ý chị chưa? Ha, như vậy thì chị nhắc lại câu trả lời này. Bản thân cơ thể mình tự tạo glutathione nên một lượng như thế này nó đã cùng với glutathione mà cơ thể mình tự tạo để có thể giúp cho da trắng sáng, và làm như thế có nghĩa là để cho chức năng của gan không có bị suy giảm trong việc tạo ra cái chất mà nó buộc phải làm. Đó, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là nếu chúng ta muốn trắng hơn thì các bạn lưu ý các bạn vẫn có thể tăng liều từ cái sản phẩm này, đó là thay vì uống 2 viên thì các bạn uống cho chị 4 viên và cứ duy trì như vậy khoảng 2 đến 3 tháng. Sau khi da mình đã có độ sáng lên, các bạn bắt đầu giảm dần cái liều và có thể uống 2 viên trong một ngày. Các bạn nắm được ý chị chưa ha? Buồn quá chị ơi, Sao? em sắp hết rồi mà em còn không được tham gia mini game. Thôi Không bây giờ biết mua đi. là những lời này của em có ai. Ủa Ừ, thôi cũng được, mua đi mua đi, nhiều chương trình khuyến mãi nè, xong rồi còn được tặng này tặng kia nữa, thôi mua đi. mua đi, bây giờ mua đi, xong rồi cái cảm nhận mà bữa nãy giờ nói đó, để cho mọi người cùng biết, bởi vì thực ra là em thấy nó có cái độ sáng da và nó hiệu quả đúng không? Em thấy nó rất tuyệt vời với em, tại vì thật sự á nha chị, em rất là lười. Tại bây giờ con cái rồi công việc này nọ, em rất là lười đi spa. Cho nên cái khoảng tầm khoảng chừng mà hơn 1 tháng nay em rất là thảnh thơi, nhẹ nhàng, cũng không cần phải đắp gọi là 80 lớp dưỡng da ở trên mặt mỗi sáng buổi tối nữa, nên rút ngắn lại được rất là nhiều. Đó, thì cảm ơn chị Hạnh ngày hôm nay đã cho em cùng với chị em phụ nữ, những ai mà có thắc mắc về làn da cũng như là những cái vấn đề sạm nám của da, có được những cái kiến thức vô cùng bổ ích, cùng với lại bộ sản phẩm Dina. Đây đi lấy ra rồi, mới lấy ra hộp rồi nha mọi người. Thì cùng với những cái chương trình khuyến mãi mà nhãn hàng đã offer và những cái kiến thức ngày hôm nay, thì chúng ta hãy mạnh dạn tự tin và đặt hàng ngay. Bởi vì cái chương trình khuyến mãi thì sẽ không có thể nào mà kéo dài được mọi người, mà da của chúng ta thì không thể nào mà chờ đợi thêm một ngày nào nữa để được đẹp. Cho nên là mọi người đừng chờ đợi nữa, hãy sẵn sàng đặt ngay đi mọi người. Xong cái này Vi cũng đặt, tại vì Vi đã hết rồi, Vi hết rồi. Vi buồn lắm nhưng mà phải vì đẹp cho nên chúng ta phải phải quyết tâm Đúng nha mọi người nha. rồi, có đẹp không nữa. Ừ. Hôm nay thì em rất là vui được gặp chị Hạnh, là được chị chỉ dẫn cho những cái kiến thức về những cái chất mà chúng ta có thể không chỉ làm đẹp mà còn cung cấp cho chúng ta những cái liều lượng để mà mình có thể khỏe hơn, để mà mình có thể giống như là hăng say làm việc hơn. Và quan trọng nhất là cái thông điệp mà chị đã cùng với nhãn hàng Roto trao cho mọi người qua bộ ba Dina, đó chính là khi mà mình chỉ cần một cái buổi sáng thức dậy và mình cảm thấy là mình nhìn vào gương, mình thấy mình yêu người phụ nữ này, mình thấy mình ngưỡng mộ cái người phụ nữ mà mình nhìn ở trong gương. Đấy là một cái chất xúc tác để mình có được một cái ngày tuyệt vời và một cái ngày đẹp để mà mình hăng say làm việc hơn, mình có thể yêu thương tất cả mọi người xung quanh hơn. Và hôm nay thì hy vọng rằng chị em chúng ta đã có những cái giải pháp để cải thiện về vấn đề sạm nám cũng như là có một cái làn da mình khỏe đẹp hơn, mình tự tin hơn mỗi ngày nha. Cảm ơn mọi người đã tham gia xem livestream với Vi, và cảm ơn chị Hạnh ở ngày hôm nay đã cùng đồng hành với em nha.
Rồi, chị cảm ơn mọi người đã tham gia và hy vọng với chương trình khuyến mãi cộng với những thông tin chia sẻ sẽ giúp cho các bạn cái trải nghiệm tips nho nhỏ trong vấn đề chăm sóc da, và đừng quên dùng đều đặn dùng hạn cộng với việc là phải bảo vệ da tránh nắng nha. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Chào Vi và chào mọi người. Chào mọi người. Rồi, bye bye.